Xin chào ngày mới tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 6 tháng 8. Hôm nay là ngày gì? Ngày 6 tháng 8 là ngày hòa bình tại Hiroshima, Nhật Bản. Ngày hôm nay cũng là ngày thế giới chống vũ khí nguyên tử. Ngày sinh của ai? Ngày 6 tháng 8 năm 1698 là ngày sinh của Nader Shah, vị vua đã trị vì Ba Tư từ năm 1736 đến năm 1747. Irene Curry, nữ người mẫu Hoa Kỳ, cô sinh ngày 6 tháng 8 năm 1982. Cô nổi tiếng là người chiến thắng đầu tiên của series truyền hình thực tế America's Next Top Model. Robin van Persie, cầu thủ bóng đá người Hà Lan. Anh sinh ngày 6 tháng 8 năm 1983. Hoa hậu Việt Nam năm 2006, Mai Phương Thúy, sinh nhật của cô vào ngày 6 tháng 8 năm 1988. Ngày mất của ai? Ngày 6 tháng 8 năm 1221 là ngày mất của Thánh Đa Minh, linh mục người Tây Ban Nha. Sự kiện: ngày 6 tháng 8 năm 1538, nhà chinh phục Gonzalo Jiménez de Quesada thành lập thành phố Nuestra Senora de la Esperanza, tức Bogota, thủ đô Colombia ngày nay. Cũng vào ngày này năm 1926, báo Tribune Indochino ra số báo đầu tiên ở Sài Gòn. Hoa Kỳ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Cũng vào ngày này năm 1996, NASA thông báo rằng thiên thạch ALH84001 được cho là có nguồn gốc từ sao Hỏa, chứa bằng chứng về các dạng sống nguyên thủy. Ngày 6 tháng 8 năm 2012, tàu thám hiểm Curiosity của NASA hạ cánh trên bề mặt sao Hỏa. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7 giờ sáng mai tại AWIC TV.